Dạ vâng, em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ. Em Thảo chỉ báo giá trực tiếp ngày hôm nay ạ. Và mới nhất trong ngày hôm nay thì em Thảo lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho anh chị xem toàn bộ mẫu xe được chào bán tại cửa hàng em. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe nào thì nhanh tay alo trực tiếp em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922. Địa chỉ xem xe trực tiếp của em nằm tại ngã tư phố B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên ạ. Và đặc biệt anh chị mới vào xem video clip của Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin lần like, đăng ký kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà hàng ngày em Thảo sẽ đưa lên ạ. Bên em thì chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi ký gửi dòng xe đã qua sử dụng, nên anh chị nào đang có nhu cầu mua xe, bán xe hoặc là muốn trao đổi xe thì nhanh tay alo trực tiếp em Thảo nhé. Và ngay bây giờ em xin đi báo giá chi tiết từng chiếc xe một ạ. Dạ vâng, chiếc xe đầu tiên em Thảo xin phép giới thiệu cho anh chị tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây là một mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2019, phiên bản số tự động bản Luxury bản cửa sổ trời đấy ạ. Và em mang trên mình lớp sơn xi màu trắng siêu đẹp luôn. Cảm biến lùi đằng sau, cam lùi đằng sau đều có rồi anh chị nhé. Và em mang biển kiểm soát 20A59991. Sơn xi thì rất là sáng bóng đều nhau. Đẹp, em anh chị nhìn phần la răng này, la răng lốp còn rất là mới và đẹp luôn. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040 922 ạ. Số trên thì là số Zalo của em Thảo nhé. Kết bạn Zalo của em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh chị. Phần anh chị xem phần tab ni này, rồi là cái lúc tính chỉnh điện đây chị nhé. Siêu mới và siêu đẹp luôn. Đời 2019 thì đã điều hòa phía sau ạ, nên chỉ ngồi ở phía sau sẽ không sợ nóng nữa. Cửa sổ trời đấy ạ, cửa sổ trời. Một mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2019, phiên bản số tự động bản Luxury, mang khối động cơ là 1.6, vô lăng siêu chắc chắn là siêu đẹp này. Nội thất ghế da cực kỳ là căng bóng luôn, hoàn toàn không bị nhàu lát này. Cắt lúc kính chỉnh điện đấy ạ, đó, cực kỳ là mới luôn. Và giá thì bên em Thảo đang chào bán là 565 triệu đồng. Giá trên em sẽ bao rút hồ sơ anh chị. Anh chị muốn mua trả góp thì cứ liên hệ trực tiếp với em Thảo nhé. Phía trên xe này mặt ga lăng, rồi đèn pha, đèn gầm còn rất là mới luôn. Biển số xe cũng rất là đẹp luôn ạ. 565 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2019 này. Vâng, và tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai i10 sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn máy xăng. Em mang trên mình lớp sơn xi màu ghi bạc và em mang kiểm soát Hưng Yên. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng nha chị nhá. Xe thì cực kỳ là đẹp luôn. Đây anh chị xem này, phần nội thất. Đó, nội thất vô lăng củ số còn rất là mới luôn nha chị nhá. Tam ly đây ạ. Tam ly này. Hyundai i10 bản hatchback một đầu. Phiên bản số sàn máy xăng bản đủ nha chị nhá. Bên em Thảo thì đang chào bán với mức giá là 275 triệu đồng ạ. Xi nhan tích hợp trên gương, gương chỉ điện gương của xe này. Là răng đúc đề lổ start top, một mẫu xe phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Và kế cạnh đó là một mẫu xe Hyundai i10 sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn máy xăng. Và em mang trên mình lớp sơn xi màu ghi bạc và em mang biển kiểm soát 30A67823 đấy ạ. Đó, là răng đúc để xi nhan tích hợp trên gương, thì mưa chân kính có đầy đủ rồi. Và giá thì bên Thảo chào bán là 245 triệu đồng chị nhá. Đó, 245 triệu đồng này. Đề lổ start top bản đủ thì rất là nhiều tính năng an toàn cho anh chị. Đó, anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe Hyundai i10 bản hatchback một đầu này thì alo trực tiếp cho em nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Forte sản xuất năm 2011, mang khối động cơ là 1.6 phiên bản số sang. Em mang trên mình lớp sơn xi màu trắng này và mang biển kiểm soát 30F14314 đấy ạ. Đó, là răng thì siêu mới này, màu trắng cực kỳ đẹp luôn. Bên em thì đang chào bán với mức giá là 285 triệu có thương lượng anh chị nhé. Có thương lượng. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2018, phiên bản số tự động anh chị nhá. Phiên bản số tự động đây ạ. Đó, đây ạ, anh chị xem này. Cực kỳ là đẹp luôn. Chân lý nguyên bản theo xe và đã ốp đi lông chống ở mốc rồi. Phiên bản số tự động đi rất là nhàn luôn, cửa sổ trời có luôn, điều hòa phía sau có luôn ạ. Đó, xe rất là chắc chắn luôn. Đây ạ, phần la răng này. Siêu mới. Và giá thì bên Thảo đang chào bán là 518 triệu anh chị nhá. Ghế chỉnh điện luôn ạ, ghế chỉnh điện. Rất là đẹp luôn. Tam ni này.
tab ni đây anh chị nhé. Rồi là các lúc kính chỉnh điện này, còn rất là mới luôn, tab lô đây ạ. Dòng tự động này thì ít người đi dạy dịch vụ lắm nên anh chị yên tâm nhé. Và giá thì chỉ có 518 triệu đồng thôi. Vì chị nào yêu thích thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963040922 ạ. Đó, xe này cực kỳ là chắc chắn luôn. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2016 phiên bản số sàn máy xăng. Và em mang trên mình lớp sơn xi màu trắng, em mang biển kiểm soát 12A07264. Cụm đèn pha còn rất là sáng bóng này, xi nhan tích hợp trên gương, gương cái chỉ điện gương của xe. Và mẫu xe này thì bên Thảo đang chào bán là 395 triệu. 395 triệu nhé. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Ford Focus sản xuất năm 2014 mang khối động cơ là 2.0. Sơn xi màu đỏ và mang biển kiểm soát Phú Thọ 19A22867. Và giá em chào bán là 395 triệu đồng. Chiếc xe này thì Cerato Luxury thì bên em đã bán rồi ạ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Ford Focus sản xuất năm 2014 phiên bản số tự động. Chiếc xe này rất là nhiều tính năng cho anh chị nhé. Đó, như là sẽ lùi chuồng cho anh chị tự động luôn. Nói chung đi rất là an toàn. Sơn xi màu đỏ trẻ trung hiện đại. Và giá thì bên Thảo chào bán là 395 triệu đồng. Giá em có thương lượng nhé. Bên em thì đều có thương lượng nên anh chị làm một thiện chí với mẫu xe nào thì cứ kết nối Zalo của em, giá cả anh em mình sẽ bàn về giá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Mazda 3 sản xuất năm 2018 mang khối động cơ là 1.5. Đây ạ, mang lớp sơn xi màu đỏ và mang biển kiểm soát 89A12446. Tư nhân gia đình sử dụng và hoàn toàn không có chạy dịch vụ taxi. Xe thì em cam kết là không có lỗi nhỏ, không có đâm đụng, không ngập nước gì cả. Và giá chào bán là 565 triệu ạ. Kế cạnh đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2016 phiên bản số tự động, bản G xịn nha chị nhá. Em mang trên mình nước sơn xi màu vàng cát và em mang biển số 89A07785, tư nhân một chủ từ mới và giá chào bán là 430 triệu đồng. Em có thương lượng ạ, giá bên em có giảm nhá. Trong cái tháng 7 này bên em sẽ đều giảm từ 5 triệu cho đến 20 triệu trên một đầu xe. Đó, anh chị làm một thiện chí với mẫu xe nào thì nhanh nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963040922 ạ, hoặc là kết nối Zalo của em là số điện thoại trên. Phía sau đó là một mẫu xe Hyundai Getz sản xuất năm 2009 phiên bản số sang và giá chào bán là 145 triệu đồng. Sơn xi nước màu xanh cốm rất là đẹp luôn, la răng thì rất là mới này, la răng lốp dép còn khá là dày dặn chị nhé. 145 triệu cho anh chị đi tập lái hoặc đưa đón con đi ra học, chuẩn bị đến cái mùa đông rét mướt rồi. Cái cạnh đó là một mẫu xe Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2015, tư nhân một chủ từ mới và mang khối động cơ là 1.6, em mang biển kiểm soát 89A, biển Hưng Yên em ạ. Sơn xì màu đen huyền thoại, nói chung là màu này thì rất là sang nhé chị nhá, cực kỳ là sang luôn và không sợ lỗi mốt đâu ạ. Và giá chào bán là 545 triệu đồng. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2021 và đăng ký lăn bánh là 2022, bản Luxury, mang khối động cơ là 1.25 và giá bên Thảo đang chào bán là 390 triệu đồng chị nhé. Đây chị xem này, cụm đèn pha còn siêu sáng bóng luôn, mặt ga lăng phía trước rất là đẹp luôn chị nhé. 390 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2021 và đăng ký lăn 2022 này. Form dáng thì rất là đẹp luôn, phía sau xe đây ạ. Hai bên cụm đèn pha còn cực kỳ là mới nhé. Mang biển kiểm soát Bắc Linh 99A. Tiếp theo đây là một mẫu xe Chevrolet Bắc sản xuất 2010, mang khối động cơ là 0.8 và giá chào bán là 98 triệu đồng ạ. Anh chị đi tập lái mới có bằng thì chỉ mua xe tầm tiền thôi, mình đi lái cứng thì mình sẽ lên đời sau. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai i10 sản xuất năm 2015, bản sedan đồng, mang khối động cơ là 1.2, nội thất tươi, ngoại thất thì rất là ok luôn, cực kỳ là đẹp như chị nhá. Mang biển kiểm soát là 23A09430 và chiếc xe này là gốc Hà Nội luôn, anh chị mua được, anh chị mở Hà Nội thì mua được đỡ 20 triệu tiền biển đấy ạ. Và giá chào bán là 245 triệu đồng. Tiếp theo đây là một mẫu xe dây sản xuất 2004, đăng ký 7 chỗ ngồi và giá chào bán là 165 triệu ạ. Cái cạnh đó là một mẫu xe Mazda CX-5 sản xuất 2017, 2 cầu, số tự động,
mang khối động cơ là 2.5 và giá chào bán là 678 triệu đồng. Mang lớp sơn xi màu nâu và mang biển số là 98A12870. Đó, rất là mới, rất là đẹp luôn. Tiếp theo đây là một mẫu xe Daihatsu City sản xuất 2009, giá chào bán là 225 triệu đồng ạ. 225 triệu đồng. Rất là nhiều mẫu xe đẹp cho anh chị lựa chọn luôn. Và giá thì bên em vẫn đang giảm trong cái tháng 7 này. Nên anh chị là đang có nhu cầu mua xe, bán xe hoặc là muốn trao đổi xe thì nhanh tay nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963040922 ạ. Và số trên là số Zalo em thả nhé. Đây là một mẫu xe Kia Forte sản xuất 2013 và bên em hôm qua đã nhận cọc rồi ạ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai i10 sản xuất năm 2018 phiên bản số tự động anh chị nhé. Và giá chào bán là 375 triệu. Mang lớp sơn xi màu nâu này. Đó, rất là đẹp luôn. Kế cạnh đây là một mẫu xe bán tải Mazda BT50 sản xuất năm 2014 phiên bản số tự động máy dầu, mang khối động cơ là 3.2, giá em chào bán là 455 triệu. Đó, 455 triệu cho một mẫu xe BT này. Bán tải thì đi anh chị đi gia đình à, đi được, vẫn đi gia đình được mà vẫn chở hàng được. Đó, rất là tiện ích luôn nha chị nhá. Kế cạnh đó là một mẫu xe Mazda BT50 sản xuất năm 2017 mang khối động cơ là 2.2, giá chào bán là 520 triệu đồng. Một cầu máy dầu số tự động mang biển kiểm soát Hà Nội 29H31362. Sơn xi màu trắng này. Đã dán tem thể thao, lốp dép thì siêu dày dặn cho anh chị luôn. Phía trong đó là một mẫu xe BT50 sản xuất 2016 và đăng ký 5 bánh là 2017 mang khối động cơ là 2.2, giá em chào bán là 510 triệu đồng. Đó, 510 triệu đồng nhá. Sơn xi màu xanh rất là đẹp luôn ạ. Ba mẫu bán tải này bên em đều có đang có tri ân giảm giá cho khách hàng mua trong cái tháng 7 này. Đó, và vừa rồi em Đảo đã quay chi tiết cho anh chị xem toàn bộ mẫu xe đã được chào bán tại cửa hàng em. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe nào thì nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0963040922. Địa chỉ xem xe trực tiếp của em có tại ngã tư phố Lê B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trục Long Vũ hướng lộ xuôi về phòng ạ. Và ngay bây giờ em xin dừng video tại đây, hẹn gặp lại anh chị ở video sau. Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ.